Cái ổng vong trên 1 này. Ở bài này tôi có Ambilan 10, 20 này, đúng không? Ở đây có DSCP server rồi. DSCP server rồi. Web server rồi. Web này. DNS server rồi. Đầu nối suýt này 3, suýt này 3 đầu nối với router đặt địa chỉ cổng này là 1.2.16.1.1. Trên suýt này 3 đặt cổng này là 1.2.16.1.2. Lưu ý, muốn đặt IP trên cổng này em phải đặt địa chỉ. Chuyển đến cổng này, chuyển lại 3 em phải đánh lệnh là no ship port. Đúng không? Gắn port này VLAN 50, gắn port 60, gắn này port 70. Và tạo 3 interface VLAN tương ứng là 3 gateway của 50, 60 và 70. Ok. Rồi hai router này, RAID 3 và suýt nó chạy trên tuyến là thông với nhau. Ok. Trên cổng phong trên 1. No ship port. VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Tạo 3 interface VLAN tương ứng interface VLAN 50. Bật tính năng định tuyến lên đúng không? Show VLAN bridge. Tôi phải gán cái bọt này vào VLAN 50 đúng không? Interface phát công 2. Keep bọt access VLAN bao nhiêu? 50. Ba là 60 đi. Bốn là bao nhiêu? 2 minút. À bật tính năng định tuyến lên. IP routing. Ok không? Xong chưa? Đặt IP trên cổng này 10.1.50.2. SCP server thì 10.1.50.2. Rồi. 10.1.60.2. Ok ạ. Vậy tôi hai này chạy định tuyến với nhau, nào từ rít chẳng hạn. Version 2. No auto 50. Ok ạ. Network. Network tôi chỉ cần 10.0.0.0 được đi. Đúng không? Network 1.2.16.0.0. Rồi. Ok ạ. Trên con trên suýt lại 3 này. Auto rít. Version 2, no auto. Network 1.2.16.0.0. Đúng không? Network 10.0.0. À được đi. Số so, IP root. Sao tí. Rồi, 50, 60, 70 chưa? Từ BC này bình 10.1.50. Bây giờ. Rồi ok đúng không? 60.2. Ok đúng không? 70.2. Đúng không? Ok chưa? Rồi, ok. Đấy, khó nhất là cái đoạn mà cấu hình SCP à, cấu hình gì nhỉ? Suýt đây đúng không? Bây giờ tôi mình tính năng cấu hình tính năng relay. Giả sử tôi có một cái VLAN 30 ở đây. Rồi, em phải tạo VLAN 30 trên này đúng không? Và gán cái bọt phát công trên 4. Cái bọt phát VLAN bao nhiêu? Ok chưa? Ở đây tôi tạo xong interface VLAN 30. Interface phát công trên 0 chừng bao nhiêu? Encap.q cách bao nhiêu?
Hyper đi. Nó 10.2 ở đâu? Đó, Hyper, Hyper đến cái địa chỉ IP server này, 10.1.50.50. Ok không? Ở đây tạo cái file chuyển vuln DHCP à. 10.1.30.1 đúng không? INS, INS đặt con này là giả sử là 10.1.70.70. 10.1.30. Lưu ý cái tham số này là tham số cấp cho cái lần nên qua phải đúng tham số. Gateway của mạng LAN 30 đúng không? Địa chỉ 30 xếp vào. Rồi. Đó là kiểm tra. Hyper 2 à? Con này cũng đấy, anh đánh đặt Hyper là chấm mấy? 50 à? 50 đi đổi con này, 50 50 đúng không? Ờ. Đấy, đánh sai cái em nhận được đúng không? Con này bình như 10.1.50.50 chứ? Ờ, thông rồi đúng không? Chưa? Rồi nữa. Hai mươi đúng thì nữa. 50 rồi đúng không? Anh chỏ con này là 50 rồi thì nữa. Đây chưa? DHCP server service DHCP. À, đây phải là 10.1 chấm bao nhiêu? 30 đúng không? 100 đúng không? Rồi, xếp vào. Nhớ nhá, IP giờ giải ra là 30 nhá. Được. Rồi, ok chưa? Đấy chưa? Ok, hiểu không? Cái thông tin tham số bạn phải điền đúng nhá. Cái thông tin LAN này LAN của mà gì? Mạng 30, được chưa? Gateway DNS, mạng 30. Ok chưa? Anh nhớ cho anh vậy, tóm lại phần này các bạn nhớ đây cái phần suite layer 3 á, bật tính năng định tuyến lên và đặt IP trên cổng NoSQL, được chưa? Và BC mà cắm trực tiếp đây phải gắn cái bọt này vào cái interface lên thì ứng, được chưa? Rồi. Vậy nào ta làm lại cái này nhá.